Mẹ nó ơi, cả hai đứa chúng nó cuối cùng cũng chịu giống con nhà người ta rồi. Mẹ nó dưới suối vàng có linh thiêng thì phù hộ cho hai anh em chúng nó khỏe mạnh, cháu con đầy đàn nhé. Bố mẹ ra đây làm gì ạ? Bố cứ đi từ từ thôi. Cảm nghĩ tôi càng thương con dâu tôi. Vâng. Mẹ lúc trẻ mất đã ngót 30 năm. Ấy vậy mà cứ dăm ngày 3 bữa anh lại réo gọi nó, khóc lóc anh than thở. Ông bố ạ, đi chơi với cái Mai về hả con? Tiện lúc nào chở nó qua nhà ăn cơm. Ơ kìa, thế ông chưa nói chuyện với bố cháu à? Nói gì? Tôi có biết gì đâu mà nói. Hôm qua ông chả bảo với cháu là không cần phải lấy cái Mai nữa. Bởi vì ông là vì bố không ưa con bé ấy. Lần trước nó đến đây một hai cứ đòi sống đòi chết. Nghiệp bố, mãi cháu mới chịu lấy vợ sao bố lại nói thế? Bố nghĩ thằng Đông chẳng cần phải lấy vợ sớm thế làm gì. Bây giờ lấy con bé về đây, thế rồi lời qua tiếng lại, tan cửa nát nhà ra, thế thì mệt lắm. Bố yên tâm, Yến bây giờ nó có bạn trai rồi. Cái chuyện ông thầy bói ông phán ấy, bố cứ kệ cho thằng bạn trai nó giải quyết đi. À ông ơi, ông nhìn lòng cháu mua ngon không? Nhưng mà tiếc, ông đang ốm, chả ăn được. Bố đổ ra đĩa đi, tí bố con mình ăn. Bố để con đỡ ông cho. Này, đỡ ông cẩn thận đi nhá. Bố yên tâm. Ông đặng thật đấy. Lẻ Đông ơi, nhớ cái mặt tôi. Chào chào bà dâu ạ. Nhanh nhanh. Bố ơi, để con pha mắm tôm cho. Bố xong chưa ạ? Tôi xong rồi đây. Ấy chà chà. Đẹp. Trông được á. Rất ra dáng là bố vợ. Tôi dặn này. Lúc nào bạn kia nó đến ấy, anh phải hết sức bình tĩnh nhá. Phải kìm nén cảm xúc lại. Đừng để cho nó hiểu là mình mừng quá. Nghe chưa? Dạ vâng. Gì thì gì. Mình là bề trên rồi. Hả? Con hiểu ạ. Thôi xong thằng em rể mình rồi. Này, anh thì biết cái gì mà nói. Hả? Và vớ vẩn. Các cụ bảo rồi, dạy con từ thuở còn thơ, mà dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Vợ không chịu lấy cũng đòi tham gia. Mà đấy, bây giờ em gái anh nó dắt bạn trai về. Bao giờ anh dắt bạn gái về đây cho tôi? Ông quên à? Quên cái gì? Anh cười cái gì? Anh vào thắp hương đi. Dạ vâng ạ. Đâu ơi, đâu, đâu. Dạ. Uống trà sữa không, ông mời? Có ạ. Trà phun tô bình nhá. Rồi, 2 cốc. Nhưng mà phải nhớ này. Ấy chà.